chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Hôm nay thì em nhận được một cái work, một cái công việc là đi xử lý cái quạt kém. Thì cái quạt kém này nó như nào? Là cái dài mà tín hiệu chất lượng tốt của Viettel ấy thì là từ âm 17 đến âm 25 dB. Khi mà nó thấp hơn cái âm 25 dB ấy thì ở trên hệ thống nó tự đẩy cho một cái gọi là quốc xử lý quạt kém, và cái hạn để xử lý là trong vòng 48 giờ. Tuy nhiên hôm nay tiện đường thì em cũng qua xử lý luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến nhà khách hàng nhé. Một cái quốc này nếu mà không đóng được trong hạn 48 giờ ấy, thì là bị phạt 100.000. Cho nên bắt buộc là anh em phải đi xử lý để làm sao để đạt được cái tín hiệu là dự ở đó cao hơn 25 dB, âm 25 dB. Đó. Kém này thì chúng ta sẽ xử lý theo mấy hình thức. Thứ nhất là chúng ta sẽ dùng cái đầu phát mới để nối giữa cái điểm đầu và điểm cuối để xem nó có phải suy hao cái đầu phát hay không. Nếu mà không phải suy hao đầu phát thì chúng ta sẽ phải kiểm tra lại cái đường dây, và cái cuối cùng là chúng ta sẽ kiểm tra cái thiết bị. Giờ gọi cho khách hàng ạ. Vẫn quen đoạn này, thấy vẫn quen hình như nhà khách hàng đoạn này. Đây có phải nhà anh Nam không bác nhỉ? Nam ơi. Đây là cái này. Ta vào xem tình hình như thế nào. Dạ. Trước tiên thì chúng ta sẽ đo xem cái tín hiệu trước khi cắm vào modem xem nó tín hiệu bao nhiêu nhé. Đây là đang để đầu như này là đang bị sai rồi. Các thiết bị này không được chồng lên nhau nhé. Anh mới sơn là. Mấy hôm vừa rồi mở cái ghi mà đợi lúc mình thấy chúng ta sẽ cùng đo xem tín hiệu như nào. Anh đang xây nhà anh ấy à? Ừ. Chưa được. Không được. Tín hiệu không đạt rồi. Âm 12. Chúng ta sẽ cùng đi kiểm tra cái đường dây ở nhà khách hàng xem. Điều mà tối kỵ nhất của cái cáp quang ấy là mọi người không nên quấn, không nên buộc, không nên bẻ gập cái dây cáp, mà chúng ta sẽ cuộn tròn theo cái vòng của cái dây cáp để cái dây cáp nó không bị suy hao nhé. Trèo lên trên mái này xem nào, đường dây nó đi vòng qua bên này.
trên này có một cuộn dây rồi. Đây mọi người cuộn theo kiểu này nhé, nhưng mà cuộn đẹp hơn một tí. Tí nữa chúng ta cắt hết cái chỗ này đi. Chúng ta không nên quấn nhiều như này. Quấn như này là nó thừa. Ở đây có một cái điểm nối nữa mọi người ạ. Nối bằng đầu phát. Theo em nhận định thì nó sẽ suy hao ở đây. Bây giờ chúng ta cùng mở ra để chúng ta đo xem nào. Quấn bằng dính chuyên nghiệp quá, khó. Bây giờ chúng ta sẽ đo cái điểm đầu vào nó xem nó tín hiệu ok không. Đây là cách nối tạm mọi người nhá, chứ trên thực tế thì không được nối như này. Bởi vì nối như này nó suy hao cũng khá là nhiều. Suy hao gần 1 dB đấy. Hai cái đầu phát này. Đây là phải em phải tháo ra nhé, tháo ra để kiểm tra xem nó có bị gập kiếp gì không. Đây là cái cách để chúng ta tháo cái đầu phát nha mọi người nhá. Mọi người cầm cái đầu xanh này, mọi người kéo thẳng ra. Để nối lại xem. Bây giờ chạy xuống nhà đo xem như thế nào. Quên mang cái máy đo lên đây. Bây giờ phải tháo. Chạy xuống nhà. Tí nữa em sẽ cắt hết cái đống này đi. Để lỏng hoàng quá. -12. Còn thấp hơn cả lúc trước cơ. Rồi, bây giờ cầm lên đây trên này đo chuẩn chắc. Cái máy đo này là em tự mua ấy mọi người nhá. Chờ vào cho công ty cấp thì nó khá là lâu. Ở đây mình tự mua lấy thôi. Ở đây có một điểm nghi đây. Nhân dịp hôm nay Quyên mang cái dao cắt thì em sẽ trổ tài cho mọi người thấy là sử dụng đến cái bật lửa. Sử dụng bật lửa để cắt cái cáp quang. Cái này nếu mà mọi người vặt bằng tay thì cái tín hiệu nó cũng không đạt đâu nhá. Nhưng mà mọi người sử dụng cái bật lửa để hơ cái dây sợi cáp thì nó đảm bảo được tín hiệu rất tốt. Là Quyên mang. Bây giờ chúng ta sẽ cắt lại. Đây là kìm chuốt mọi người nhé.
Đây mình dùng điện lửa này. Báo số nào? Không được mọi người ạ. Đầu phát là đầu phát cũ rồi. Thay cái đầu mới cho nó. Thay cái đầu mới xem có khả thi hơn không nào. Âm 8 mọi người nhá. Ok rồi. Âm 8 như vậy là nó trên thực tế nó sẽ phải tầm âm 20 đấy. Âm 22 gì đấy. Cái chạm này thì đo bằng cái máy đo này thì là mọi người này. Cắt hết đoạn này đi xem nào. Bởi vì đoạn này đã bị gốc. Bây giờ cắt hết đoạn này đi xem. Vứt xuống đây cho người ta làm giấy phơi. Để ở trên mái này thì bừa bộn quá. Bây giờ chúng ta sẽ nối lại cái đầu bên này. Beep.
chúng ta đo lại lần nữa xem nào. Nếu không được thì chúng ta thay lại cái đầu này đã. Âm 9, khả thi rồi. Cắt đoạn này đi. Chúng ta bấm lại cái đầu này. Bởi vì tín hiệu là âm 0.9 rồi. Thì tầm hộ 23, 24 rồi. Nó mà xuống tầm 0.8 như ở trên kia là được. Lại sử dụng tiếp cái skin dùng bật lửa để quay lại đâu rồi nhỉ? Chắc trong túi. Đây là skin mọi người nhá. Đấy. Chốt kèo nào. Ok. Mọi người không nên để hai cái thiết bị chồng lên nhau như này nhá. Đây cái cổng tản nhiệt của nó đây này. Nó làm cho cái đầu, hai cái đầu nó bị đơ. Cho nên phải bỏ ra ngoài. Bỏ xuống dưới này. Khi mà các đầu thu nó bị đơ ấy thì cái tính năng với hiệu suất của nó rất là kém, nó kém hơn so với bình thường. Cho nên mọi người không nên chồng các thiết bị lại với nhau. Kiểm tra tín hiệu xem nào. Hệ thống bị lỗi rồi. Không check được tín hiệu. Thôi bây giờ chúng ta đóng sự cố đi xem nào. Khi mà tín hiệu đạt thì mình đóng thì hệ thống là tự được đóng work. Tí mà có tin nhắn gửi về là tín hiệu đạt thì chúng ta yên tâm rồi nhà khách hàng thôi.
Bé mọi người nhá. Đạt rồi. Ok, chúng ta dọn đồ rồi rút quân thôi. Cái nguyên nhân ở đây thì em nghĩ là do cái đoạn dây lúc trước dẫn đến cái tình trạng là suy hao. Ok, như vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái warp bọt kém rồi. Bây giờ chúng ta đi chỗ khác thôi. Video của em cũng kết thúc tại đây nha mọi người nhé. Nếu mọi người thấy hay thì mọi người cho em một like, một subscribe, một lượt bình luận ở bên dưới. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn video tiếp theo chúng ta sẽ gặp nhau.